Xin chào các bác đến với kênh Kênh Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp địa hình Fuji Leveda 1.1, một dòng xe đạp full carbon đến từ một cái thương hiệu rất là nổi tiếng trên toàn thế giới là thương hiệu Fuji, một thương hiệu của Nhật và sử dụng bộ group chuyển động Shimano SLX để trước là DOG. Đấy, một cái bộ chuyển động rất là ngon và đeo trên một chiếc xe đạp khung carbon cực kỳ là cao cấp của dòng Fuji thương hiệu Nhật Bản. Bánh là 26 inch, toàn bộ phần sơn của chiếc xe đây mình có thể trên hình full carbon, không full carbon hết, màu sơn các thứ còn tương đối mới, rất là bóng bẩy. Thương hiệu Fuji cũng rất là quen thuộc với các bác xem xe đạp, thương hiệu của Nhật Bản thì Nhật nó rất nổi tiếng về những chiếc xe đạp công nghệ của Nhật. Cũng được sử dụng thêm bộ đề sau SLX với loại phụ tùng Shimano, của Shimano rất là ngon, nó thuộc hàng gần như là cao cấp nhất rồi. SLX xong đến DOG XT là hết, XCG hay là gì không nhớ lắm, nhưng mà nó là thuộc hàng thứ hai thứ ba thì nó là cận cao cấp, sử dụng rất là ngon. Để chiếc DOG các bác cũng không còn lạ lắm gì với loại phụ tùng DOG, rất là ngon, cấu hình này cũng gọi là cực tốt rồi. Trong cái tầm giá đang bán là 12.800.000 đã được khung carbon rồi cấu hình DOG SLX, là phanh dầu, sử dụng thêm vài phanh dầu của Shimano. Bộ vành bánh là 26 inch, vành bánh 26 inch, vành vê da nguyên bản này, nguyên zin còn theo xe luôn này, máy Shimano, máy của Shimano giảm sóc dầu cũng nguyên zin theo xe. Những chi tiết này, ô van này, nó đều là phụ tùng ở nguyên zin của xe luôn các bác nhé. Ô van này sử dụng bánh lái cong này. Đây, cổ phốt cũng nguyên zin này. Máy sau cũng Shimano. Và dám sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xem đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 48 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 57 cm, thì xe phù hợp với các bác đi từ khoảng 1m65 đến 74-75 thì là phù hợp. Sử dụng những cái đồ gọi là cao cấp của dòng Shimano này, SLX DOG nên là chuyển động thì các bác không phải lo, rất là nhẹ nhàng, bấm thì sướng. Và chiếc xe đang được bán bên em mức giá chỉ có là 12.800.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì nên để số Zalo trên màn hình 0975 709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình
cùng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bạn đã mới lên kênh. Cảm ơn các bác xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.